Này nói đúng không anh? Ai tin cộng sản là không có cái đầu, ai làm theo lời cộng sản là không có trái tim. Sai. Câu này em đọc cách đây 15 năm và anh chứng minh nó sai em. Không có trái tim sao giải phóng dân tộc, đúng không? Không có trái tim mà thôi để Mỹ cho nó giày xéo, nó bắn người dân Việt Nam chết mẹ cho rồi đi. Tao giải phóng chi tao chết một đống. Bậy, nói giọng đúng em. Đúng không? Em nói ví dụ như cộng sản không có tiền, ok. Nhưng mà riêng mà cái vụ mà người cộng sản đi giải phóng miền Nam á, thì chỉ có trái tim thôi, đúng không? Chỉ có trái tim thôi nha. Còn nếu mà em nói chuyện không có cái đầu á, làm sao quánh cho Mỹ Cúc mà làm sao quánh cho Ngụy Nhào, em chứng minh đi, đúng không? Trái tim nó sẽ làm cho con người ta làm những cái điều mà nó trở nên phi thường, đúng không? Còn chính là cái sự thông minh và đầu óc á, mới làm cho chúng ta quánh xúc quần thằng Mỹ đó, mà quánh cho ba sọc nhào. Anh dùng chữ nhào nha, anh không dùng chữ cúc. Tại vì ba sọc dù gì cũng nhà ở đây, quýnh cho nhào thôi, cho nó ngoan ngoãn, nó nhìn lại cái sự thật mà nó xin lỗi người dân thì mình nuôi nó tiếp. Đó, đó là tình là nghĩa. Đánh cho Mỹ Cúc mà đánh cho Ngụy Nhào. Vậy công cuộc giải phóng miền Nam, miền Bắc nó đã khẳng định rằng người cộng sản vừa có trái tim và vừa có cái đầu, có phục hay không? Hả? Có phục hay không? Hả? Mấy anh chị em thấy gài nổi em không? Sao gài nổi? Ôi mấy cái trò mèo. Thấy không? Đó, like quá trời được không? Like quá trời, sống đời câu like thôi. Không phải giải phóng anh ơi, ăn cướp đúng hơn. Bậy, ăn cướp gì của em đâu có ăn cướp gì của em đâu, giải phóng nghe. Chỉ có một câu chơi hoài vậy trời. Giải phóng, cướp gì không biết đâu quỷ. Câu trả lời vừa rồi phục không? Phục không? Câu trả lời vừa rồi phải phục thôi. Rồi câu sau muốn hỏi gì đó hỏi. Trời đất ơi Hải Phạm ơi, sao em ngu học vậy em? Mỹ nó tự rút hả em? Mỹ nó tự rút á? Em dùng cái não em suy nghĩ nha. Nha, anh chỉ còn nói cho em yêu một nhỏ đó quá. Không phải em yêu mà em muốn chiếm đoạt nhỏ đó quá. Em lùa nó vô bụi chuối được rồi. Em xé áo trên, em móc áo ngực, em xé cái quần, em tuột ra cái quần nhỏ rồi. Xong rồi con nhỏ đó nó bất lực rồi. Nó chống cự không nổi, nó bỏ mặc cho trời phận luôn. Xong em vô mặc đồ em đi về. Em không làm gì đó hết. Em có làm được cái hành vi đó không? Hả? Em có làm được hành vi đó hay không? Nếu mà em làm được cái hành vi đó thì anh mới tin là cái lý lẽ là Mỹ nó rút nha. Anh mới tin được cái luận điểm là Mỹ nó tự rút nha. Nha. Em có làm được không? Trả lời bằng lương tâm đi. Em có làm được không? Hả? Rồi mà Mỹ tự rút anh ơi. Ok rồi cứ coi đi, cứ coi đi rồi trả lời câu đó của anh đi. Em có làm được không? Rồi em nói Mỹ tự rút và anh nói anh không nói chuyện hình tượng trai gái nữa. Anh nói chuyện cái trận Điện Biên Phủ trên không thôi. Ủa Mỹ nó đem B-52 mô hình qua nó chơi á em. Nó đem vô năm B-52 mô hình giống như là của mấy Nhật Bản, nó điều khiển máy bay trên từ xa đó hả. Nó qua nó chơi rồi nó chạy, nó bay trên bầu trời Hà Nội nữa. Nó bay ngày, nó bay đêm, nó nhìn xuống thấy những cô gái Hà Nội đang ngồi cấy lúa chổng mông lên trời. Nó ghiền quá, nó mất tự chủ, nó không lái được cánh máy bay. Máy bay nó đâm đầu xuống đất nổ hả mấy em. Bà mẹ nó phi công Mỹ mê gái dữ bay. Khó hiểu thiệt chứ ta. Trời ơi. Kỳ thiệt ta. Nhiều khi không hiểu nổi nè. Có những cái đạo lý mình không có giải thích được mấy em. Mà mình đứng trên luân thường đạo lý thế nó vô nghĩa ha. Cái vụ bụi chuối hồi nãy là một nè. Cái vụ máy bay mô hình B-52 là hai nè. Còn bao nhiêu tấn bom đạn á, của Mỹ nó nằm ở ngoài Bắc á mấy em. Không lẽ Việt Cộng mình tự nhiên đi bỏ tiền ra mua bom bên Mỹ về, xong rồi mình chôn ở dưới đất, mình du khống Mỹ hả ta? Á đụng á, Mỹ ném bom tao nè. Biết trái bom nhiêu tiền không? Trời đất ơi, mua bom của Mỹ xong mình chôn xuống dưới, xong mình dụ người dân mình ra cho nó nổ banh xác chơi, cái mình chụp hình mình livestream mình tố cáo tội ác chiến tranh của Mỹ. Ai.
Em nghĩ Mỹ nó rút gì, Mỹ nó bắt tay với Cộng sản Trung Quốc nhường Việt Nam là Cộng hòa lại cho Bắc Việt. Ủa vậy em coi lại hồi ký Kissinger đi em ơi. Nha. Trận Mậu Thân diễn ra năm nào, trận Điện Biên Phủ bên trên không diễn ra năm nào. Hả? Coi lại hồi ký đi nha. Trời ơi. Khổ thế chứ nị à. Chắc chết quá. Chắc chết. À, ngủ đi em trai. Ngủ hả? Không chơi nữa hả? Thấy những cái ví dụ phản biện của em gắt không? Chị Liễu cãi cùn rồi. Ủa mà sao mày biết Liễu là con trai con gái? Mày vô mày điều tra rồi file cho anh coi nghe. Facebook được nhiều follow, có hình đại diện không, lịch sử tạo Facebook khi nào, có tương tác thường xuyên hay không, báo anh biết cho mày. À, ngủ đi anh ơi, anh không ngủ làm em xem live miết thì coi đi. Ngủ đi, đa phần làm neo đòi phục quốc bậy bậy à, neo chứ nguy hiểm lắm em. Người ta đòi phục quốc em không chịu, lấy kìm cắt móng nó cắt cổ em luôn á. Nếu mà em muốn hài em phải coi cái này nè, không biết anh coi đâu mà mấy ông hải ngoại á, ông Mỹ á, ông nói cái trận Điện Biên Phủ trên không đó là người Mỹ bắt buộc là cộng sản Bắc Việt phải thắng, không cho cộng sản Bắc Việt thua đó đó, vậy mới hài, phải coi như vậy đó mới hài. Còn cái coi như vụ mà giả bộ thua là bình thường em, đánh lộn mà ép người ta thắng không cho người ta thua đó, vậy nó mới sốc. Gì đây, lãnh đạo ăn cắp bên Nhật là do sự cố, ăn cướp miền Nam là do giải phóng, ai mà không biết luận điệu của cộng sản. Bậy rồi, cái vụ nào ra vụ đó nha, cái vụ ăn cắp bên Nhật đồng ý là có thiệt nha, nhưng mà của một cá nhân thôi, làm sao là quy chụp chụp tổ chức. Mà cái vụ ăn cắp với cái vụ giải phóng không liên quan luôn, hai vụ đó cách xa hai đầu nỗi nhớ. Nhiều đứa cố tình không chịu hiểu, nói nhiều cũng mệt, nhưng mà mình phải phản biện để cho mấy đứa kia nó coi nó cười. Anh Duy gắt vì sao ngủ. Nói chung anh tỉnh lắm mày ơi, chơi tới mấy giờ chơi không được hết á. Làm dĩa mực nướng ăn đi anh Duy ơi, bây giờ mà anh ra ngoài anh nướng mực rồi nó bỏ like em, nó nghĩ nó chạy trốn làm sao. Thôi tự nhiên mình đang phản biện này nọ kia, xong rồi cái quốc hồi ra tới lịch sử luôn hết trời. Bởi vì anh cũng yêu lịch sử lắm em, ngày xưa anh có một bài thơ về lịch sử. Giờ lịch sử anh ngồi anh nghĩ, để rồi thi bạn chỉ anh ghi, khi vui thì chẳng nói gì, khi buồn gương mặt lầm lì khó ưa. Thi mà copy bài nó khổ vậy chứ. Mỹ ném bom Hà Nội nhằm ép Hà Nội vào ký hiệp định để Mỹ rút về vì Mỹ nhân đạo không thèm quýnh nữa. Đúng rồi, Mỹ nó đâu quýnh nữa thôi. Mỹ nó nhân đạo lắm, Mỹ thương người lắm. Anh có biết đại sứ quán Việt Nam trộm sò lông bên Mỹ không? Biết. Ở bên Florida chứ đâu, đúng không? Sợ anh biết còn trước em nữa nha. Anh nghĩ sao, có nhục không? Không có gì nhục hết á, đúng không? Chuyện nhục là chuyện ông đó nhục chứ không phải là chuyện anh nhục bình thường, đúng không? Người ta nói là gì, người nào làm người đó chịu, không có gì loại nhục hết. À, không biết mấy bạn sao chứ nhiều cái thấy bình thường, anh Duy Nguyễn vẫn bình thường. Ngược lại mấy thằng Mỹ qua đây ăn xin nó cũng nhiều lắm, đúng không? Vậy không lẽ nói chuyện dân tộc mệt Mỹ nhục, không có chuyện đó, thằng nào ăn xin là nó nhục, đúng không? Mấy thằng Mỹ nó qua bên đây, nó tới phố Bùi Viện buổi tối nè, nó tới vườn Phạm Ngũ Lão nè, nó thuê khách sạn nó làm đĩ đợt đầy quá trời luôn, quốc tịch Mỹ đàng hoàng, American đàng hoàng, lão chết liền. Đóng mắm em, Mỹ đen, Mỹ đỏ, Mỹ nhiều lắm, không có gì nhục hết á. Chịu thằng nào là nó chịu. Chị nói gì dân tộc Mỹ làm đĩ chịu không? Sao được, đúng không? Đâu phải vì một hai ba người đó mình chửi Mỹ. Bây giờ là Việt Nam mình đang bình thường quá, quan hệ ngoại giao với Mỹ, mình không được nhắc tới quá khứ Mỹ nó thua, nó quê, nó nhục, nó giận. Mình là người quân tử, mình thắng cuộc rồi thôi, chuyện đó qua một bên. Lâu lâu á mà qua tặng John McCain đó mấy em, tặng cái tấm hình đó mà gọi là bị bắt ở bên hồ Trúc Bạch chơi gì đó để nắn gân mày nha. Mày dù mày cái mạng của mày ngày hôm nay là do tao ban đó,
nên bạn muốn làm gì bạn phải làm cho nó có lễ độ. Đã, rồi mà Ken cười hề hề, ok, không, muốn lỗ ăn thôi chứ bình thường, đó chứ mới được. Rồi mà Ken thấy là chơi được lắm, ok lắm đó em. Không có gì nhục hơn trộm cướp, bậy 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 bậy. Cái điều nhục nhất là không quyết định được vận mệnh quốc gia của mình, đúng không? Tự nhiên mà cái hiệp định Paris đó quyết định vận mệnh của miền Nam mà Việt Nam Cộng Hòa nó không cho ngồi, cái đó mới là nhục nhang. Cái đó là nhục, nó ảnh hưởng tới hàng triệu sinh linh khác, nó ảnh hưởng tới hàng triệu con người khác, nó ảnh hưởng tới hàng triệu quân nhân dân của mình. Nên sau cái cú đó đó là Thủ tướng Nguyễn Văn Thiệu phun cơm luôn, ăn không nổi nữa mới chỉ quan cháo bào ngư. Nó em tức tìm tra điều 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 tra coi tại sao Nguyễn Văn Thiệu lại cuối đời ăn cháo bào ngư, mà tại sao Nguyễn Văn Thiệu là thằng trốn nghèo nhanh nhất. Mẹ vậy mới nhục đúng không, tướng lãnh không chơi với anh em vậy mới nhục với em đó. Nếu mà em nói lãnh đạo ra thì em đem lãnh đạo anh nói đúng không, vậy mới nhục. Không có gì mà thí dụ như giờ ra tướng lãnh nó chơi giả bộ đứng bắn vài phát với anh em cho nó vui đi, rồi ngày 29 tháng 3, 29 tháng 4 hãy chạy 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 sớm bà cố luôn vậy đó. Mẹ quýnh lộn thấy đâu thấy chạy thấy nhanh nhất kìa, thì cái đó được gọi là cái gì, anh hùng hay là nhục hả? Còn hai ba con sò lông của một hai ba người cũng chả chết mạng nào đúng không, cái đó chuyện cá nhân không gì nhục hết, chịu đâu nhục đâu. Mà ngược lại mấy Mỹ qua đây cũng chưa chắc bẻ mang, ok. Còn nói chuyện mà người Việt Nam nhục thì coi lại, thằng Mỹ nó mới nhục chứ Việt Nam không có nhục nè. Một vì quân đội bất khả xâm phạm, không không nhắc nó quên lỡ hứa rồi. Việt Nam bây giờ đang ngoại giao tốt với Mỹ, mình là công dân ưu tú, mình không nhắc về quá khứ đau thương của Mỹ nha mấy em, không nhắc. Đừng có ép, đừng có ai ép mình nhắc nha, đừng có ai ép mình nhắc, không nhắc không nhắc, đừng ép mình nhắc, đừng ép mình nhắc. Gạt ma không đem vào lịch sử đó làm phải hiểu vậy mấy em. Cái gạt ma là cái chuyện xảy ra là có, nhưng mà cái quy mô chiến tranh trận đó nó không có lớn, em phải hiểu không? Cái trận gạt ma nó chỉ là một trận nhỏ thôi là cái nhất. Cái thứ hai nữa đó là khi mà mình với Trung Quốc đó sau này ký hiệp ước là bình thường hóa quan hệ ngoại giao lại với nhau đó, thì cả hai bên đều 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 ra một cái điều khoản chung trong hợp đồng á là không nhắc lại những cái chuyện đau buồn trong quá khứ đó, gồm cả cái chiến tranh biên giới và gồm cả những cái trận xích mích ở trên đảo Gạc Ma đó, nên mình tuân thủ mình không nhắc thôi chứ không phải là mình quên. Em phải hiểu ngoại giao nó là như vậy. Mất Hoàng Sa có chuyện nhỏ không? Ê Hoàng Sa Việt Nam Cộng Hòa là mất nha thằng khốn nạn. Tự nhiên Việt Nam Cộng Hòa mất thì mình qua bên Cali mình hỏi Đào Minh Quân đó. Đào Minh Quân đang thành lập và đệ tam Cộng Hòa, mày hỏi ổng mới trách nhiệm chứ. Tự nhiên mày hỏi tao sao tao biết, mày thằng khốn nạn, mày fan của anh nha, mày chọt anh câu này anh cho mày ra đảo đúng không, bị đặt chọt mẹ ngu chính trị, bị đặt chọt giận giận mày luôn. Thế là lệ thuộc chính trị, lệ thuộc bà nội mày, chứ lệ thuộc thằng Trung Quốc nó không nhắc đúng không, thằng Trung Quốc nó không nhắc, Việt Nam không nhắc, đó là chơi đẹp giữa hai bên. Chừng nào thằng Trung Quốc nó nhắc mà nó cấm Việt Nam mình không nhắc mới là lệ thuộc thằng ngu. Trời ơi, nó coi nó cãi cày cái cối mấy em, riêng thằng đàn trai anh chửi, còn nhỏ gái thì nói chung con gái vậy nè mấy em, con gái đàn bà đó đúng không, sinh ra để đẻ đó, sinh ra để làm nội trợ, sinh ra để gọi là sống một cái cuộc sống gọi là nó không có phải là chính trị như đàn ông. Còn mày đàn ông con trai mày hỏi mấy câu ngu thấy mẹ hà. Hey. Cái gì President ở đây mẹ, President đang trộm sao lông đừng có xạo. President là gì vậy, viết sai chính tả nữa kìa nha, chữ President viết sai chính tả rồi hay gì đó đúng không. Trung Quốc có công bố sự thật Bác Hồ là thiếu tá Hồ Quang người Đài Loan chứ không phải người Trung Quốc công bố hồi nào, thằng khốn nạn mày coi phản động công bố chứ Trung Quốc nào công bố đúng không, mày Trung Quốc nào công bố. Mà sao kỳ mày, nếu mà giờ giờ tao không biết là người nào nha, giờ tao không biết là người nào nha, ví dụ như giờ nó Bác Hồ á,
Bác Hồ là người 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 Trung Quốc đúng không? Vậy thì tại sao Bác Hồ lại giúp Việt Nam học tiếng Việt chi cho má? Học tiếng Trung đi cho nó lẹ. Đúng không? Học tiếng Trung đi cho nó lẹ. Ủa mà sao tự nhiên thời Bác Hồ ta, Bác Hồ là gì quên rồi phải không? Bác Hồ là người Trung Quốc sao Bác Hồ sáp nhập với Trung Quốc luôn cho đội chứ chống Trung Quốc làm chi trời? Sao có mấy cái luận điểm này nó kỳ kỳ nha, nó ngộ ngộ nha. Không mà đừng có ẩu nha, bậy rồi, anh thấy em sai lắm rồi. Đúng không ta? Khổ ghê vậy đó.